Index là gì? Index là gì ạ? Quyển sách chúng ta nhìn, nếu mà chúng ta không có cái mục lục, đúng không? Chúng ta tìm muốn tìm một cái nội dung gì đó, không tìm được. Cứ mà lật từng trang một, trang một, trang hai, trang ba đây. Có quyển sách đây. Sách thì siết nhiều lắm. Đây, ví dụ sách đây. Đúng không? Sách đây, sách. Đây, là đây. Có cái mục lục các bạn xem nhá, có cái mục lục này này. À, mục lục này, mục lục nhá. Đó, mục lục này. À, không có mục lục này thì muốn tìm nội dung thì chúng ta phải lật một trang, hai trang, nó mà 1.000 trang thì cũng hết thôi. Ôi 3 trang, ôi thấy rồi, 3 trang này thấy. Nhưng cái nội dung đấy của chúng ta không phải nằm trong trang 3, nó là nằm trang 500, lật 500 lần. Ở đây thôi, nằm trang 500 rồi, đúng không? Nhưng cái nội dung đó nó không phải trang 500 mà trang cuối cùng. Chúng ta có biết đâu, nó chỗ nào đâu. Đây, nó cái từ Montet thì sorry đó, đúng không? Method. Đây, nó đây. Không một lục. Thế thì cái index nó như một lục ấy. Đây, Montet sorry trang cuối, đúng không? Một lục đây. Nó là tài liệu trong phần tài liệu tham khảo. Tìm đúng này, trang 100 999, thế là xong. Đúng. Thế thì index là cái cực kỳ quan trọng quả khi thiết kế bảng có tất cả các sở liệu nhé. Oracle, Postgre, MariaDB, SQL Server, tất cả các sở liệu đều có index. Thế chúng ta cái index thì nó là cái phương pháp để chúng ta truy xuất dữ liệu nhanh hơn. Nhưng mà giá của index là gì? DML chậm, insert, update, delete là chậm, đúng không? Bởi vì khi mà bình thường chúng ta không có index thì nó không phải build cái index. Bây giờ chúng ta có index thì nó phải build cái index. Đúng không? Câu là insert. Còn update thì nó thực chất là gì? Update. Nó phải update từ cái nhánh index nhá. Mà là xóa cái nhánh đi, insert nhánh mới. Delete. Không phải xóa bay đâu, đánh dấu unequal. Đấy. Đấy là những cái bản chất mà cái câu lệnh DML index nó hoạt động như thế. Mọi người chú ý những cái chi tiết như thế nhá. Thế thì index đánh như nào? Thì cái này nó hơi dài. Cái video này 3 phút thì hơi khó giải thích. Đại loại là dùng cái gì thì index cái đấy. Ví dụ, cứ đây đi bằng bao nhiêu, đánh index theo cứ đi. Nhá. Xong rồi bảng Python thì tôi cũng khuyến nghị các bạn đánh nên đánh local. Global cũng có đấy. Khi mà chúng ta không quét theo trường Python thì chúng ta nên nên đánh global đấy. Có những trường hợp đấy hạn hữu nhé. Nhưng mà tôi luôn khuyến nghị mọi người nên bảng Python ấy, thì đánh index theo local. Đấy. Composite index chúng ta select hai cột, đánh index hai cột. Chúng ta select 3 cột nhưng cột thứ ba nó ít phân biệt ít xin ý. Đánh hai cột cũng được, 3 cột cũng được. Nhé. Và một số cái kỹ thuật index khác mọi người tìm hiểu thêm trên web thôi ấy.